Dạ vâng, xin chào tất cả các bạn ở Việt Nam và quốc tế Đó thì hôm nay mình chia sẻ cho các bạn Đó là một trong cái tài sản Đó là rất là giá trị của Đó là dạ, công ty gốc uh, của dạ, uh, STO Post Đó đó là dạ, ở trên đã có trên sàn đó là có mặt kẹt Và đó có có tài sản ở trên sàn đó là gate rồi hiện tại đó là đang hợp tác với lại dạ, uh, để phát triển ra một trong cái tài sản đó là dạ viết tắt đó là dạ. ừ, sau NB đấy đấy thì ra một trong cái tài sản này đó là một trong những dạ, một trong cái tương lai của internet phi tập trung đấy đây là một trong những điều rất tuyệt vời và uh, bit uh, vào đơn vị của đó là sto dạ, uh, bot này đã làm thành công cho rất là nhiều các đơn vị khác ok mình sẽ dạ, triển khai nhanh nhé đấy thì đây đây, Eric đây đang hợp tác ok và mình sẽ ch cho các bạn xem cái video đúng không cái video mà hiện tại giờ một các cái đơn vị mà hiện tại đang đó là gì ạ triển khai đấy đi chưa nào ok ok đây các bạn đang nhìn trên này đấy mình sẽ mở nhỏ lên một chút thì các bạn hãy nhìn đây hiện tại bây giờ đây các cái thành viên đó là gì ạ của đó là gì ạ Ghana. đấy này với lại gì ạ Rosemi Nia này đúng không đây đây là các thành viên này đấy hai hai thành viên ở hai bên của Aman á dạ là thành là một trong những người đang phát triển ở cái dạ, đã thành công rất là nhiều các công ty rồi về ETO cũng như của về dạ, tài sản số cũng như là dạ, cổ phiếu được chưa nào đó đây một điều rất tuyệt vời đó như các bạn đang nhìn thấy ở đây á thì uh, hai thành viên này mình sẽ cho các bạn xem nhé cái sách trắng của dự dạ ETO Cap điều nào và các cái thông tin mà dự dạ liên quan đấy về những các thành viên này đây đây mình sẽ cho các bạn xem luôn đây là các cái thành viên của dự dạ ETO Bot này đấy đây là công ty gốc nhé đấy thì đây đây các bạn nhìn đây đó là dự dạ, đó là dự dạ này đấy điều dạ nào uh, và dạ, một thành viên nữa đó là dạ. uh, Luceminia này đấy mình chưa biết giỏi tiếng anh lắm nhưng mà mình mình cho các bạn xem như vậy và đây có các thành viên khác ở trong các bộ phận khác nữa thì xem dạ nào và mình đang là dạ, vừa rồi các bạn thể là dạ, uh, làm việc trực tiếp với này. đó là dạ. uh, ceo rồi, của đơn vị của công ty rồi Đúng không? và các cái thành viên khác nữa đó ở đây có nhiều thành viên khác chưa chưa hiện diện đây và đây có đây là cái, dạ, đây, là cái dạ, đây là cái sách trắng các bạn nhé đây là sách trắng của bot này và tài sản này sẽ có thể tăng x đối với cá nhân của mình tăng là x 000 đến 10.000 lần các bạn nhé. Đấy về vì các cái tài sản của các công ty bot các công ty của ETO là gần như là trên 10.000 đô thôi. Các thành viên này hiện tại bây giờ tài sản thì cái đồng nó nhiều hơn nên là giá nó thấp hơn nhưng mà ở cái vốn hóa đang rất là thấp. Đấy các bạn thì vào đây xem thì mình cho các bạn cái đường link ở trên con cái market để các bạn có thể xem sách trắng được chưa nào. Đây là sách trắng các bạn nhé. Được chưa nào? Ok, đấy là cái sách trắng. Được chưa nào? Đấy, ok. Vậy đây này cái tài sản của Etherbot này. Đấy. Mình sẽ cho các bạn xem. Đó. Ở trên đó là cái coi market đi. Đấy. Rồi ok. Đây rồi. Đây. Đây này, đây là để nguyên mình cho các bạn xem. Đây một cái nữa này. Ờ, cái đấy xem sao cũng được. Đây Etherbot này. Đây. Đúng không ạ? Thì cho các bạn dịch ra tiếng Việt đi người Việt Nam à. Nước ngoài thì các bạn vào coi kẹt để xem từng phần một các bạn nhé. Ok, đây là nhà uh, đây là nhà cung cấp dịch vụ này, token hóa này với cái chìa khóa trao đổi, trao thay hàng đầu này này. Đây là Etherbot là cái công ty mã hóa từng cái đoạn Uh, giải thưởng được cái này nhé đây là cái mã thông báo này từng đạt từng đạt có nghĩa từng đoạt đấy giải thưởng về cung cấp về cái công nghệ về tư vấn giúp cho các khách hàng đó là diện tận dụng được cái tài sản kỹ thuật số và dựa chứng khoán mã hóa có nghĩa là giữa cái đồng các cái đồng dựa đồng coin ấy, ấy hay đồng crypto, được si đấy hay đồng dựa hay là dựa, đồng tiền điện tử đấy và cái chứng khoán mã hóa chứng khoán được mã hóa ví dụ như apple hay là dạ của techna ấy đấy, hay một số các cái công ty khác nữa đấy, hay là của dạ, facebook ấy cũng đã được mã hóa rồi nên các cái sàn điện tử để mọi người cùng mua và sở hữu được cho nào đấy để các bạn hiểu rõ hơn đây này ở đây là họ phát triển từ năm 2017 18 này năm nhưng mà chính thức là năm 2018 hiện tại giờ khách hàng doanh nghiệp có hơn 30 năm cái doanh nghiệp và cái dạ, uh, và STO dạ, trực tiếp là có 9 cái đơn vị rồi, được chưa nào? đấy để cho các bạn xem và đây là dạ, ở đây các bạn có thể xem nhiều các thông tin hơn nữa dưới này và đây có cả những cái khách hàng nữa để token tư vấn này, vân vân ở bên mây dưới này và có cả các cái khách hàng ở đây họ đang dạ, họ có sự cảm nhận của riêng họ với lại dạ, công ty đây các đối tác này, đây đối tác này, đối tác của STO bot này, chưa nào? đây đối tác này được nào? Đấy, rất là nhiều phải không nào? Đấy, đây là đối tác. Và đây là những cái dạ, những khách hàng được chưa nào? Đây là những khách hàng mà đã sử dụng cái dạ, um, Ethereum bot này để nó có thể phát triển được chưa nào? Đấy, ok, đấy là cái thông tin mà mình chia sẻ với các bạn. Đấy, và tiếp theo nữa đó là dạ hiện tại ở trên đó thì có các cái dạ um, các cái dạ, độ trên ở trên nhiều chuỗi blockchain khác nhau. Như bạn nhìn đây ở trên chuỗi của Ethereum này này hiện tại có 50 triệu cái dạ, cái ST eh, BU này đó là viết tắt của dạ, token của S, thì STO nào rồi ở trên chuỗi bước trên nữa đó là của BNB trăm bờ ấy, của đồng BNB ấy, là 25 triệu đồng ST BU này và trên đó là dạ, của Polygon đấy có đồng đó là Matic đấy có dạ, 25 triệu cái đồng đó là ST BU này thì chưa nào Đấy thông tin mình chia sẻ cho các bạn và ở đây các bạn có thể nhấp vào đây có thể xem một số các thông tin nữa đó là bên trên sạc này đó cũng có rất là nhiều những cái thông tin để cho các bạn đó là dựa, tìm hiểu ở trên này đấy đây đó là dựa, giá trị đô la này này đấy là cái trên sạc này trực tiếp luôn hiện tại giá đó là dựa, giá mua vào là 0,003 đấy để cho nào hơn 703 và giá trị này sắp dần tăng lên và nó các cái cặp đó là dạ, ngoài UST ra thì có cả cái cặp của dựa, uh, ETH đó là dạ, đồng Ethereum đấy uh, Ethereum đấy, đấy ETH đấy, đấy ok đấy là cái trực tiếp Swap và đây này đây là một trọng cái đó là gì ạ à? uh, đó là một trong cái như kiểu là bên kiểm toán á, của công ty ý, các bạn nhớ không? đấy kiểm toán của công ty này là kiểm toán đấy cho các cái đơn vị định giá chẳng hạn đấy đây các bạn có thể vào đây xem à, ở trên này nhiều hơn nữa đi xem nào đấy rồi ok đấy ok bạn có thể xem kết quả chi tiết ở đây này đấy, ở đây có rất là nhiều thông tin mà bạn có thể là chủ động xem các bạn nhé đấy được chưa nào đó rất là nhiều các thông tin ở trên này để các bạn xem được chưa nào đây và ở trên này đó là trên dạng coi mặc kẹp này các bạn đang nhìn thấy đây <laughs> rồi như các bạn đang nhìn thấy đây đó này dạ đó là dạ Eto bot này đúng không ạ thì hiện tại bây giờ đang làm chương trình marketing đang quảng bá để mọi người đó là thâu tóm thì để mua nhưng mà hiện tại Eto bot này vẫn chưa dạ gom vào để đẩy giá lên đấy thì để cho cộng đồng đó là dạ tự đó là dạ. ừ. tự gom nhưng mà mình tin rằng là trong một ngày vài ngày tới sẽ mua rất là nhiều sau khi cái video này mình nhấp vào phần công khai nên hiện tại mình đang chia sẻ kín thôi đó thì những bạn đang nhìn thấy đây hiện tại bây giờ đó là sẽ đang là giá 0,003 mà cái cái vốn hóa cái vốn hóa chính của cái đơn vị STO này hiện tại bây giờ mới có chưa đến 200 000 đúng không? Ạ? chưa đến 200 000 đúng không ạ chưa đến 200 000 đô và pha loãng là gì ạ? hơn 300 ngàn một tí như thế nào đấy thì tổng số lượng mà luân chuyển thì mới có bao nhiêu có hơn 40 triệu đúng không ạ đấy mà tổng cung là hiện tại bây giờ là gì ạ 100 triệu đúng không vậy thì như các bạn đang nhìn thấy đây thì hiện tại bây giờ giá mà múc bắt đầu khởi bán là khoảng 0,3 đô đúng không ạ thì hiện tại bây giờ xuống còn bớt đi hai không rồi đúng không ạ. Và hiện tại bây giờ đang marketing và có rất là nhiều thông tin rất là giá trị. Đấy thì dạ, làm marketing thì chắc chắn là giá, giá sẽ đẩy lên và hiện tại EthoBot đang hợp tác với rất là nhiều các đơn vị khác như vừa rồi các bạn nhìn đúng không ạ? Hơn 35 cái dạ, doanh nghiệp và hiện tại chín cái đơn vị đang phát triển đó là dạ, ETO đúng không ạ? Đấy thì các bạn phải biết được rằng là, là cái giá trị nó uh, như thế nào. Đấy như các bạn đang nhìn nhé hiện tại cái vốn hóa này các bạn hãy đừng tập trung vào cái giá trị nó lớn hay nó nhỏ như thế nào mà hãy nhìn là cái vốn hóa của thị trường này này ví dụ bây giờ tôi nha một cái công ty mà tôi mới đầu tư vào đây là gì ạ khoảng gì ạ hai trăm hai trăm ngàn đô thôi đúng không ạ nhưng một cái đơn vị này đang đầu tư đang rất là nhỏ và mua cái giá trị của nó giữ tăng trưởng của nó Đúng không ạ? Với lại một cái đơn vị ví dụ như BTC đi, mình so sánh những BTC cho nó có sự rõ lệt. Mà hiện tại BTC hiện tại đang có gì ạ? Ờ, hơn hơn 300 tỷ rồi, đúng không ạ? Hơn 300 tỷ đô đã đầu tư vào đó rồi. Nhưng mà để 300 tỷ, đúng không ạ? Mà nên tới dạ, 3.000 tỷ hoặc 30.000 tỷ, nó dễ không ạ? Đúng không ạ? Chưa phải là dễ dàng đúng không ạ? Số tiền rất là khủng khiếp đúng không? Nhưng mà một cái đơn vị này đang là rất là nhỏ này. Hiện tại bây giờ mới có dựa, sấp xỉ khoảng 200.000 đô thôi Khoảng 200.000 đô đi 200.000 đô vốn hóa 200.000 đô vốn hóa thì để lên tới dựa, 2 triệu này 20 triệu này, 200 triệu này, 2 tỷ này Dễ không ạ? 20 tỷ này dễ không ạ? Nếu mà lên 100, 100.000 100.000 Phần trăm Tốt hơn hay là cái kia Nên chỉ dựa, 10 lần thì nó tốt hơn đúng không vậy thì mình phải mua những cái nó vốn hóa đang nhỏ này với cái sự tiềm năng và cái sự đang phát triển thực của công ty này nó đang tạo ra giá trị của công ty nên là mình hãy đầu tư vào nó vì nó mình thấy rằng vốn hóa nó nhỏ nên là mình hãy thâu tóm bằng bất kỳ giá nào với công ty mà thực và đang phát triển thực các bạn nhé đấy như là các bạn hãy mua đi mình tin rằng nghĩ mình không cần nó tăng lên 100 nghìn lần mà nó chỉ cần tăng lên được 10 nghìn lần ngon không Nhưng mà tăng lên 1 nghìn lần là quá ngon rồi đúng không đấy nên là mình bản thân của mình thấy rằng tăng đến một nghìn lần là được nên còn nếu các bạn thấy rằng là nếu mà tăng đến đó là x 10 lần hay là x 100 lần mà các bạn có thể là dễ bán đi một phần nào đó thì các bạn nên bán các bạn đừng bán hết khi bán hết rồi không mua lại được như thế nào đến mà cái mà mình đang chia sẻ các bạn để cho nào và các bạn có thể vào đây xem một số các kênh YouTube của họ được chưa nào và ví dụ em Everick Everick hiện tại dạ, cũng đang là dạ? đấy trên kênh Everick trên đó là trên phần Global Global là một trong cổng thanh toán uh, của dạ ừ, Thị Sĩ đây đang dạ? đang chương trình này đang là dạ? chia sẻ đang hợp tác đây với hai cái thành viên ở hai bên của người Aman này là thành viên của đó là dạ Etobot được chưa nào đấy và ở đây đó là dạ có cả sách trắng của các bạn này sách trắng đây, này nhá, Watt này có sách trắng này và có cả dựa kiểm toán luôn. đây, đây là dựa đấy kene này và uh, lô Lo, uh, của losemina này, đấy và các thành viên khác các nên khi mà nên sàn giao dịch thì bạn sẽ được gặp gỡ các thành viên của exchange này thì họ sẽ chia sẻ với lại chúng ta dần dần vì chỗ nào, đấy, chỗ nào tuyệt vời rất tuyệt vời nào hãy comment bên dưới này rất là tuyệt vời nào và ở đây có các cái kênh YouTube này này kênh YouTube ở trên sách trắng này cũng đã thông báo này để các bạn thể nhấp vào phân dưới cùng này để các bạn xem thêm đấy có gì đâu đây này đây kênh YouTube này các bạn này lấy copy luôn đấy sao chép này xong là dán ra phần Google này để các bạn xem đây mình đã dán sẵn rồi này bạn dán đây sau đó là bạn xem trên kênh youtube trên kênh youtube này hiện tại đang có hơn 6.000 người đang là theo dõi và các bạn đang nhìn đây có hàng cả nghìn người hàng nghìn người xem các kênh youtube của eto này các thông tin này đấy để các bạn biết rằng là công tìm hiểu dần dần đi các bạn nên các bạn hãy ra quyết định sớm trong vòng 24 giờ đấy, mình sẽ chia sẻ cho thành viên mà đã giúp mình được thành công sau đó 24 giờ mình sẽ chia sẻ trong cái nhóm mà ở trong cộng đồng Eric và dự dạ trong vòng 72 giờ tới thì mình sẽ dạ chia sẻ ra ngoài cộng đồng cái video này xem nào và các bạn hãy dạ thấy dạ video này hay nhớ nhấp vào cái kênh đó là dạ. cái video này mình chia sẻ mà cộng đồng mình không chia sẻ trong cái nhóm của Eric mình chỉ chia sẻ giới thiệu thôi thì dạ xem nào nên là mình sẽ chia sẻ đấy thì các bạn hãy dạ đăng ký đó là kênh đó là dẫn dạ. crypto thông tin toàn cầu đúng không ạ Đấy thì để mà các bạn à, có thể xem đây cái crypto toàn cầu bạn viết ra là đang ngay à, ở trên đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái thông tin giá trị của nhiều các tài sản à, ở trên toàn cầu đấy các video mình đang làm đây đấy các bạn có thể xem thì các bạn hãy nhấp vào cái phần đó là gì video đấy sau đó là bạn đây là gì nhấp vào cái phần đó là gì đăng ký kênh đây đăng ký kênh này Ví dụ bạn uh, hủy đăng ký kênh đấy đi chẳng hạn đúng không sau đó bạn đăng ký lại chẳng hạn đó Đấy, đây ví dụ bạn nhấp vào đây nhấp vào đây bạn nhấp vào hủy đăng ký chẳng hạn đó ví dụ mình nhấp vào hủy đăng ký đấy sau đó là dạ, mình nhấp vào phần đăng ký đấy, mình nhấp vào phần đăng ký ở à, đây mình tắt quảng cáo đi đấy sau đó bạn mình nhấp vào phần đăng ký này nhấp vào phần đăng ký nhấp vào phần đăng ký này đăng ký kênh clip thông tin quảng cầu này như vào đăng ký được chưa này đấy thì đã đăng ký kênh khi mà có những cái video mới về thì các bạn sẽ cho các bạn sẽ nhận được thông tin đầu tiên và bạn hãy nhớ nhấp vào phần xem thêm này đấy thì có cái dạ, Ninh đấy ở trên dự sàn GATE này đấy của hiện tại đang có hai cặp chỉ trên sàn GATE rồi đó là STBU của UDT và Ethereum này và trên đây mình có cả đó là dự, uh, cho các bạn và bạn có thể nhấp xuống đây bạn có thể là gì ạ? Nếu mà bạn thấy rằng giá trị và bạn kiếm tiền bạn có thể tặng mình một ly cà phê như này đúng không ạ? Và mình sẽ dán cái gì Trên sàn coinmarket Đó, nữa ở trên này để bạn nhấp thẳng vào luôn trên sàn Coin market được chưa nào? Đấy, thế là một trong cái mình làm. Đây hiện tại này trên sàn Gatte đúng không? Đây Gatte. Đó, đây trên sàn Gatte hiện tại này. mình nhấp thẳng vào đây thì STBU này là cụ là một trong tài sản gốc của dạ, công ty của STO Cap thì cho nào của STO Bot được cho nào đấy để các bạn uh, biết rằng là hiện tại bây giờ đang giao dịch này này hiện tại đang giá sắp xỉ ở trong mức độ là dạ, 0,003 này, này và sắp tới chắc chắn là sẽ lên x10 x100 1000 chứ rất là dễ còn dạ, 10.000 hay mà 100.000 nữa thì trong tương lai rất là dễ có thể các bạn đấy nên là dạ, mình thấy rằng mình họp mình biết được thông tin mình chia sẻ cho các bạn đấy nên là đây là thông tin kín các bạn đây dụ là gatte đúng không đây sàn gate đúng không bạn nhìn này biểu tượng của sàn gatte đấy bạn nhấp vào đây hiện tại đây à, đây sàn giao dịch đây không phải không ba này mình thấy rằng từ lúc mình chia sẻ đến bây giờ đã tăng lên tới khoảng 20 rồi các bạn bạn thấy được phải không đó đây là cái cái dạ, uh, giao dịch đấy đấy càng là ở mức độ sàn sát sàn thì gần như là dựa đáy rồi các bạn mình hãy bắt ngay với lại những thông tin giá trị này chia sẻ cho các bạn được chưa nào đấy nên là bạn thấy yêu quý ai bạn chỉ chia sẻ cá nhân thôi đấy nên là bây giờ mình chỉ... chắc các bạn lúc bạn nhận được cái video này thì giá đã tới 0,01 rồi các bạn được chưa nào không 0,02 rồi đấy nên là hãy vẫn ra quyết định sớm vì lúc đấy các bạn mua nó mới lên tới khoảng 2 triệu vốn hóa thôi đề cho nè nên bây giờ nó đang rất là tốt hiện tại mình còn biết đơn vị này đang là nghiên cứu một số cái blockchain cho uh, các cái thành phố lớn nhớ, của séc mình nghĩ rằng là khi mà các bạn nghe được cái này thì coi như bạn cũng đã được chia sẻ vào những cái thông tin này rồi nên bạn có thể inbox bên dưới để mình có thể chia sẻ với các bạn nhiều hơn nhé ok cảm ơn bạn đã uh, theo dõi nay và trên facebook mình cũng có cái uh, crypto thông tin toàn cầu để chia sẻ bạn nhớ theo dõi tất cả các cái video mình chia sẻ nhé ok một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn chúc các bạn luôn vui vẻ mạnh khỏe can đảm giàu có và hạnh phúc tìm phượng hẹn gặp lại các bạn trong các video gần nhất xin chào